Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới nằm ngay mặt tiền đường bê tông 4m, con đường kết nối chạy thông hai đầu giữa đường nhựa bầu sen và đường nhựa quốc lộ N2 quý anh chị nhé. Và trên màn hình ống kính camera đã xuất hiện vị trí lô đất của chúng ta ngày hôm nay. Từ cọc bê tông này mình đo sang cọc bên trái là 8m và dài sâu xuống phía sau là 39. Tổng diện tích trên sổ là 312m2. Đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và lô đất của chúng ta đã được chủ đóng cọc hai bên rất là rõ ràng quý anh chị nhé. Lô này có hướng Bắc, tọa lạc tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và từ vị trí này mình chạy ra mặt tiền đường nhựa quốc lộ N2, vòng xoay Hậu Nghĩa là khoảng 1 km, còn hướng ngược lại ra đường nhựa Bầu Sen khoảng là 600m quý anh chị. Đường này là đường bê tông rộng 4m, con đường kết nối chạy thông hai đầu. Và lô đất của chúng ta có hướng Bắc rất là mát mẻ, ngang 8, dài 39 vuông vức quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng, thổ cư 100%, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và giá là 2 tỷ 280 triệu, giá còn thương lượng mạnh, bao thuế phí công chứng sang tên. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, thấy nó phù hợp nhu cầu tài chính của mình đang tìm kiếm thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc trên màn hình 037 730 4018 để sở hữu nhé. Ngang 8, dài 39, tổng diện tích 312m2, một lô đất vuông vức quinh trị, mặt tiền đường bê tông đã đổ rộng 4m. Con đường bê tông này chạy thông kết nối hai đầu giữa đường nhựa Bầu Sen và đường nhựa quốc lộ N2. Và từ đây chúng ta chạy ra đường nhựa Bầu Sen thì khoảng 600m thôi. Khu vực này thì chúng ta có thể mua để dành cũng như là đầu tư sinh lời. Ngang 8, dài 39, đất thổ cư rồi quý chị nhé. Sổ hồng riêng có sẵn. Mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi công chứng sang tên. Và lô đất của chúng ta ngày hôm nay có giá là 2 tỷ 280 triệu, giá còn thương lượng mạnh và bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Quý anh chị xem được video này thấy nó phù hợp thì hãy gọi ngay cho Biển Xanh để sở hữu nhé. Chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau nhé.